Ừ, coi góc nè. Trời ơi, nó bự. Coi giò nữa nè. Quá đã luôn mọi người. Cái nước á, nó rất là thấp luôn nha. Ở đây thì nó có mấy cái lỗ nè. Đây là mấy con ốc vậy á, tụi nghĩ mới bắt nè. Rất là đã luôn ha. Đó, nó có mấy cái lỗ á, thì mình chỉ đào lên thôi. Đây nè, mấy cái lỗ của nó là cái lỗ này nè. Cái này là mấy cái lỗ ốc nè. Nước nó rút á, thì mình mới thấy nha. Thì mình chỉ đào xuống thôi, nó cũng khá là sâu á. Dễ ăn không nè? Có mấy cái lỗ này là lỗ ốc của nó nè. Còn coi nè. Đó, nó nằm ở dưới đó. Ngon à, ngon à. Cái này nước ròng á thì mình mới đào được nha mọi người. Chứ còn bình thường nước nó lên tới đây á, bình thường ở chỗ này á, nước nó lên tới đầu gối luôn. Mọi coi nè, nhìn đã không? Đó, nóc nó nhìn nó rất, cái thịt nó rất là nhiều luôn á. Cái này á, thì mình đi dọc dọc bãi biển mọi người, thì mình sẽ thấy cái lỗ gì á thì mình cứ đào thôi, thì năng đào được cái con ốc rất là bự luôn á mọi người. Thấy không? Giống ốc đó hả? Giống ốc trên bờ vậy hả? Nước thì mọi người thấy nó khá là cạn nè, nó không có sâu quá. Ừ, coi góc nè. Trời ơi, nó bự. Coi giò nữa nè. Quá đã luôn mọi người. Tại vì nước á, mọi người thấy nè, rất là trong nha. Thì mình đi mình thấy cái lỗ á, lấy thấy cái lỗ á không? Con này á thì nếu mà ở xa thì nó sẽ rất là bự nha. Quá đã luôn mọi người coi kìa. Trời ơi, nó xịt nước ra nè. Wow, coi giò nữa nè. Nhìn đã. Đi mà thấy cái lỗ á là nó đó nha. Ở đây Nghĩa mới thấy cái lỗ nè, nhưng mà tại vì lỡ đi đục rồi đó. Bây giờ mình đi á thì mình đào lên thôi. Ở ngoài đây nước nó sâu á thì con ốc nó bự hơn nha mọi người. Còn ở trên cạn á, giống như kiểu mà ốc nó còn nhỏ á, thì mình chỉ bắt mấy con lớn thôi. Ở đây thì cái lỗ á mà mọi người thọc cái tay xuống mà nó sâu rồi sâu á là cái con ốc này nè. Mà thấy không? Quá đã luôn. Rồi nữa không? Cái vỏ này rất là mỏng nha, nó dễ bể lắm nha mọi người. Mà đào mà không kỹ á, là nó bể à. Mà ở đây nó bự ghê chứ. Cái dồi nó nhìn đã thiệt chứ, giống như con ốc dồi dồi vậy đó. Mới tìm thêm một cái lỗ nữa mọi người. cành không à. Ba con rồi đó. Đó, bây giờ tụi Nghĩa chỉ có đi dọc hết cái bãi biển này từ đây lên trên đó đó. Mình kiếm mấy cái lỗ á, mình đào. Mọi người coi có ốc gì nè. Ốc mỡ nữa nha. Quá đã luôn mọi người. Hả? Sao nó con trời vậy nè, đã vậy ta. Man, có ốc mỡ nữa mọi người. Ốc mỡ ngon lắm luôn á. Đâu cái nào nó ra sao vậy? Cái đứt mà sình á mọi người, thường mà đứt mà cát sình á thì nó sẽ có ốc á, chứ còn nếu mà nước không thì nó không có đâu. Đã vậy ta. Rồi coi. Coi nè. Góc nó đi à. Ốc mỡ là rất là ngon luôn á. Cái này có ốc mỡ mà xào me là thôi, không còn gì bằng nha mọi người. Đây nè, cái này thì quay cho mọi người dễ coi nè. Cái đường đi này á là đường đi của con ốc mỡ á. Thì thường á, nãy Nghĩa bắt á, là một là cái đầu này, hai là cái đầu bên đây sẽ có nó. Nhưng mà cái này thì Nghĩa không biết có không. Đó, nó đây nè. Thấy không? Là nó sẽ có nó nha. Nhưng mà nó hơi nhỏ nè. Nó đi vậy á, xong rồi nó lắng xuống dưới nước nha mọi người. Thấy không? Ủa, trong đây ốc con nhiều quá trời luôn nè. Mọi người coi nè, ở đây đi mình dễ lụm nè. Cái đường đi của nó đây nè. Thấy không? Tới đây thì mình thấy con ốc nó nằm ở đây rồi. Mình dễ lụm lắm. Còn như mà... Đó, đã không? Thịt không luôn á. Chứ còn như mà nó nằm dưới đào á, khó lắm. Nên bây giờ thì Nghĩa đi vòng vòng ở đây, Nghĩa lụm thử coi. Đây là toàn bộ cái số ốc mà hôm nay Nghĩa bắt được đó mọi người. Thì tụi Nghĩa đi á, tụi Nghĩa chỉ bắt vừa đủ mình ăn thôi. Chứ thực ra ở dưới nó còn nhiều lắm. Như này đào á, thì nó cũng khó đào lắm. Tại vì đất đó đất sét á, rất là cứng luôn. Mình tụi Nghĩa chỉ bắt nhiêu đây thôi. Bây giờ cái số ốc này á, thì Nghĩa sẽ rửa. Mình ngâm sạch sẽ, xong mình rửa ra. Xong mình xào với dầu hào.
với lại lá quế. Nếu không có lá quế thì mình xào dầu hào mình ăn thôi. Để coi ngốc này ăn như thế nào ha. Mình luộc á mọi người, thì mình làm nó sạch hơn. Mình luộc ra trước á, xong rồi mình sẽ lấy có nhiều thịt hơn ha. Cái này mọi người coi luộc xong rồi nè, thì mình biết cái nào á là cái thịt á, mình dễ làm hơn. Chứ lúc đầu mình không có luộc á, mình luộc ra nó mất hết à. Còn mình luộc ra vậy rồi á, thì cái thịt nó còn lại nhiều lắm. Đây nè, mình chỉ bỏ cái phần này dơ thôi. Đó, nguyên cái miếng thịt dài nè, mọi người nhìn đã không? Mọi người thấy cái thịt nó đã không? Cái này thì mình xào với lại dầu hào với gia vị á. Mọi người xào mà thấy nó săn giống vậy rồi á, mình bỏ lá quế vô. Rồi, xong. Này xong rồi mọi người đổ ra nè, nhìn nè. Một dĩa luôn, được một dĩa thôi. Đi bắt nguyên một ngày á nha, chỉ được một dĩa này thôi đó. Đây, một dĩa mới xào xong là mọi người nhìn đã không? Cái giòi rất là bự luôn á, con này là con bự nhất nè. Thì nó rất là bự nha.